Xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình có dịp về bên Long An rồi, vô thăm vườn một người em tên là Tâm các bạn. Thì Tâm có giao lưu một số gốc mai, trong đó thì gốc mai trước mặt các bạn và một số gốc mai phôi. Thì anh em nào mà đam mê về cái thể loại bông trang á thì cũng có thể liên hệ với Tâm qua số điện thoại mình có để trên phần tiêu đề các bạn. Thì đầu tiên là gốc mai này các bạn. Tham khảo giá của bạn Tâm á, thì cái gốc mai này á giá cả khá là ok nha bạn. Đầu tiên là cái thân đó, mình quay cho sơ cho anh em xem. Thân có một cái nhánh lên dính vô cái thân luôn bạn, nhìn khá là quái mà. Cây này mình thấy đế cũng tương đối đẹp, nhưng mà đầu tiên mình sẽ quay cái thân sơ cho anh em xem. Tàn nhánh thì chiều cao của cái tàn này phải trên 3,5 m đến 4 m mọi người. Còn bán kính của cái tàn này rơi vào khoảng 1,2 m nha bạn. Bông này bông 5 cánh luôn. Thì đây là những cái cành nhánh của gốc mai này. Nhắc lại với anh em là gốc mai này đang ở Long An nha bạn. Còn cái bộ đế đó bạn, các bạn xem bộ đế này phải nói là rất là đẹp luôn nha. Đế đẹp đều 24 giờ luôn mà. Điều mình cảm thấy thích gốc mai này bạn, thấy mỗi cái thân nó ra nó có những cái cục nu bạn. Nhìn thấy cái gốc mai nó xù xì, khá là đẹp. Còn bộ đế thì bạn thấy xung quanh bộ đế nó đều mà, đó là rất là đều. Thì anh em nào mà quan tâm về gốc mai này cũng như là quan tâm đến bông trang, ha mai phôi á, thì chút xíu mình sẽ quay chi tiết hơn cho anh em xem. Giờ tạm thời mình sẽ quay sơ gốc mai này rồi mình vô mình đo cái hoành cho anh em xem nha, để không mất thời gian của tất cả anh em. Tàn nhánh nói chung là tương đối đẹp bạn. Này mình đem về mình có thể chỉnh sửa theo ý thích của mình. Còn riêng bản thân mình thì mình rất khoái cái tàn mà nguyên thủy thiên nhiên mà. Bỏ vậy rồi nó lên sao lên, chơi kiểu như gừng gú ra này. Đó, phong cách của mình thích chơi từ xưa giờ vậy. Còn mình những cái cây nào mà đã qua chỉnh sửa rồi mình không có thích cho mấy bạn ơi. Đây anh em thấy là cái bộ đế nhìn thấy đã mắt không mà. Theo cái giá mà mình biết á, thì chủ vườn kêu cái gốc mai này với cái giá khá là mềm bạn ơi. Nói chung là mềm. Anh em nào mà thích thì có thể liên hệ trực tiếp nha bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ vô mình đo cái hoành cho anh em xem đi. Nhiều 56 là cái ở dưới đây, còn mình đo trên cái này thì 53. Còn mấy cái thân nhỏ này ở trên đây thì mình đo luôn chi tiết anh em xem dễ. 39. Ở đây nó có một cái hay cái là nó lên này 109 dính liền nha anh em. Dính liền không khá là đậm. Góc thân của nó thì xuống dưới đây là 80. Từ lên đây tới đây là 80. Cái đế nó là đế đều 24 mặt và 24 giờ. Là nó ra 49 rồi. Tất cả đều nhau hết rồi. Đế đều 24 giờ luôn. Bên đây thì nó có cái mặt đẹp. Để ra đây nó đẹp. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ dẫn anh em qua gốc số 2 bạn ơi. Gốc này là gốc phôi bạn. Anh em nào mà quan tâm về phôi thì có thể tham khảo về cái gốc này bạn. Thì theo mình thấy thì chiều cao của cái gốc này rơi khoảng 1,1 m, 1,2 m vậy bạn. Còn cái bộ đế nó thì mình thấy cũng tương đối lớn nha bạn. Đây quay chi tiết cho anh em xem. Còn anh em nào mà quan tâm muốn biết giá cả thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với chủ vườn thôi, chứ anh em đừng có điện thoại hỏi mình. Mình cũng không có biết giá đâu mà anh em hỏi mình chi. Có nhiều anh em thì mình thấy không có liên hệ với chủ vườn mà liên hệ với mình không à, toàn là hỏi giá không à. Mình ít khi hỏi giá chủ vườn lắm mọi người, nên anh em cũng thông cảm cho cái chuyện này nha bạn. Chứ không phải là mình không báo giá cho anh em biết. Thì nói chung là anh em nào mà đam mê thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ vườn để cho dễ nha bạn. Rồi bắt đầu quay sơ gốc mình vô mình đo hoành một lượt luôn nha anh em, hai góc kế bên để cho anh em tiện tham khảo luôn cho dễ. Quay nhiều khi mình phải cố gắng quay chi tiết cho anh em xem, có thể mình xem trên hình ảnh video này khoảng 80% mà khi mình ra thực tế mình so sánh thì nó mới xác đáng hơn để cho anh em dễ tham khảo. Đây là phía dưới bạn, những mặt cắt, những cái cành nhánh mà thừa cắt ra mình còn giấu mình vẫn quay cho anh em xem. Rồi bắt đầu mình vô mình đo cái hoành cho anh em xem nha. 64 mà mình đo cách dưới này lên này mình có thước nè. Còn ở phía trên đây thì mình đo cho mình sẽ đo cái nhỏ nhất. Nhỏ trên này. Cái nhỏ trên đây thì nó nằm 57 nha bạn, 57. Chiều cao rơi vào khoảng mét 2 nè. Vườn của bạn Tâm này cũng có bán một số gốc bông trang mọi người. Đây là một số gốc bên đây là nhỏ. Mình sẽ qua bên đây mình quay cho anh em xem một số gốc ở khu vườn này. Thì anh em nào mà quan tâm về cái thể loại bông trang á thì anh em có thể tham khảo một số gốc các bạn. Cái này thì mình không thể nào mình quay chi tiết đâu hoành cho anh em xem được, anh em có thông cảm nha. Thì có gì thì mình cứ liên hệ trực tiếp với bạn Tâm đi cho nó dễ. Đây là một số gốc trước cửa nhà bạn. Nhìn khá là đẹp mọi người, bông nở sum xê. Hiện tại thì những cái chậu này chậu nhỏ, còn hai cái chậu phía bên đây là chậu bự bạn ơi. Đây, đầu tiên là cái chậu này. Mình nói chung thì mai thì mình hơi am hiểu chút mà còn bông trang này thì mình chưa am hiểu cho mấy. Thì anh em muốn biết về cái vấn đề gì thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với chủ vườn cho dễ nha bạn. Đây là cái phía dưới của cái cây trang này. Bên kia cũng có một gốc các bạn, mình thấy gốc kia hình như là nó bự hơn gốc này. Để mình quay sơ gốc này cái bắt đầu mình qua gốc kia mình quay cho anh em xem. Có gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với chủ vườn để tham khảo. Đây cũng trồng khá là nhiều cây lớn nha bạn. Đây còn gốc bông trang nữa, con số 2 thôi. Gốc này thì nói chung cũng có giao lưu luôn nha anh em. Mình thấy chiều cao nó khoảng mét mấy bạn. Còn cái đường kính của cái tàn này cũng rơi vào khoảng mét rưỡi ăn lên luôn này. Này thì nó mọc lên 4 thân mà. Đây, đây cho anh em xem thật là chi tiết. Nói chung là cái giá mà chủ vườn đưa ra cho anh em ở đây là tương đối mềm nha bạn, khá là mềm. Bây giờ mình xin chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại mọi người.